Nhấc vô. Đây thì nó báo là gần full nè anh em. Nó báo là nguyên cây gần full nè, là tức là cục pin này vẫn đang còn ngon lành ha. Lú xin chào em. Hôm trước mình lướt trên Lazada thấy có cái này nó có 60 ngàn à, mà nhìn thấy cũng hay hay. Hiện tại mình cũng đang có nhu cầu để mình xài, rồi mình mua mình test rồi quay clip chia sẻ anh em tham khảo chơi. Vui vui ha. Cái này nó ghi là máy kiểm tra pin kỹ thuật số, máy dò kiểm tra dung lượng pin, nút từ AA nè, AAA rồi 9V, 1.5V có màn hình luôn ha. Trên đây là hình ảnh của con máy của mình nè, có màn hình ở đây, nó có thể đo được mấy cục pin nè anh em. Thì trên cái máy nó hiển thị mình cái cột gì nè, nó giống như là pin điện thoại của mình vậy đó. Khi mà nó đầy thì nó hiện là vạch là nó full nè, còn nó yếu yếu thì nó hiện là cỡ phần nửa, còn nó quá chỉ yếu luôn, cục pin gần hư á, nó chỉ hiện có vài vạch anh em. Cục hàng thực tế mình nhận được nè anh em, bên ngoài thì có một cái bao bì Universal Battery Tester, đây nó cũng ghi nè CAA 3A rồi DN 9V 6F2 rồi 1.55V ha. Mặt sau thì để coi thì thông tin nó chỉ toàn là tiếng Anh thôi, có mã vạch rồi số series đồ cụ thể rõ ràng chứ ha. Trong thì con máy của mình nó như vậy nè, cục pin tặng kèm nữa nè. Mình sẽ lắp vô đây ha, bỏ vô như nè, rồi đóng nắp lại thôi. Rồi hiện tại thì nó chưa có lên màn hình ha, kiến bảo vệ nè, nó có lớp bọc nè, lột ra coi. Wow. Sáng bóng anh em, hay người ta cũng có những cái ký hiệu nè anh em. Pin N thì lắp ở đây, pin 3A, 2A, pin D mình sẽ lắp trên đây ha. Đây có ký hiệu trừ nè, bên đây có ký hiệu cộng, bên dưới đây cũng có nè, chắc là để đo pin vuông ha. Đây pin trong cái remote máy lạnh của mình nè. Nhiều khi á mấy cục pin này nè, mình cứ để ở trong nhà rồi mình không biết á là nó còn pin hay là nó hết pin nữa. Có cái máy này thì mình có thể là mình đo được, rồi mình biết cái nào còn á thì mình chừa, còn cái nào mà hết pin á thì mình sẽ loại bỏ ha. Nó hình như pin 3A nè, 3A thì anh em sẽ lắp trên đây ha. Nhấc vô. Đây thì nó báo là gần full nè anh em. Nó báo là nguyên cây gần full nè, là tức là cục pin này vẫn đang còn ngon lành ha. Để gỡ ra cục pin còn lại test thử coi. Nhét vô. Ồ chưa lên hả, chắc là xéo hay sao á. Đây ok rồi nè, cái này thì nó như cục pin mới nãy đó, thì cũng còn ok, nó mới chỉ có mất một vạch à, đó vẫn còn hoạt động tốt luôn ha. Hai cục đây, tiếp theo để mình test thử coi. Cục pin này là cục pin 2A, 2A như nè, lắp ở trên đây, lắp xuống đây, đó pin này là full nè, vẫn còn ok nè, còn tốt ha. Đó, cái cục pin này thì pin mắc xeo nè, cái này là 3A, để lên coi, nó thử coi. À, cục này thì nó yếu anh em ơi, cục này thì nó chỉ hơn phân nửa xíu à, với lại mình thấy hình như là nó không có ổn định á, nó chạy tới chạy lui nè, anh em nhìn thấy nè, chạy lên chạy xuống nè, nó không ổn định. Pin này nó không có ổn định, chắc là hư rồi, pin này lâu rồi. Đây cái này thử coi sao, cũng là cục giống nãy á. Đây thì nó là full nè, full thì chắc còn ok nữa nè. Ok cục này thì test lại coi. Đúng rồi, để vô là nó không ổn định nè, cái này chắc mình phải bỏ rồi. Để mình coi coi ở đây nó ghi cái đát của nó. Ồ 2003. Ồ quá trời lâu rồi anh em ơi. Thôi cái này để mình bỏ ra riêng mình dục ha, chứ để ở nhà cũng không có xài được. Đó, đây mình có cục gì Panasonic nè, cái này thì nó là 3A, lắp ở đâu cũng được ha, miễn sao là nó vừa là ok rồi. Cái này thì để coi nó còn tới hơn phân nửa xíu, hơn phân nửa xíu, nhưng mà cái này cục pin của mình nó là pin sạc á, nó ghi recharger nè. Bởi vậy mình thấy hết pin rồi, mình sẽ đem nó ra để mình sạc cho đầy rồi mình sạc tiếp anh em. Tiếp theo ở đây là cục pin tải của mình nè, 9000mAh 1.5V, test thử coi sao. Gắn ở dưới nè, cái này thì gắn ở trên đây ha. Để vô. Gã vô là ok 100%, pin vẫn còn rất là tốt anh em. Đây cục pin vuông của mình nè, này 800mAh 9V, test thử luôn ha. Bình dung thì anh em test ở dưới đây ha, nó không có kẹp, để mình coi kỹ coi, dấu trừ nè, dấu cộng. Gã vô thử coi. Gần đầy ha nè, gần đầy cũng ok nè. Bình dung này thì nó cũng là pin sạc á, có recharger nè, thì giờ mình thấy hết pin thì mình sẽ sạc lại cho đây để mình sạc tiếp ha nè. Dây pin cúc áo thì sao, mình có cái thước đo điện tử nè, anh em nhìn thấy khi mà mình xoay á thì nó hơi mờ mờ nữa nè, thì không biết là cái nước nó hư hay là cục pin nó yếu, giờ mình test thử còn sao nha. Đó cục pin của nó nè, đây pin này thì thông dụng rồi, pin này là LR44, hình như nó xài chung với cái cục này luôn nè anh em, coi thử coi. Đúng rồi nè, LR44 nè, nó xài chung luôn. Giờ để mình nhét thử coi làm sao.
Cái này là cuối cùng anh em, nhét tục ở dưới luôn nè. À đúng rồi, cái này nó chỉ còn có phân nửa pin nè anh em ơi. Nó cũng khá là yếu rồi. Rồi giờ để mình gỡ nó ra luôn. Lấy thử cái cục pin này để mình lắp cho cái thước của mình còn sao ha. Pin này thì pin mới nè. Lắp vô thử coi nó có ok không. Rồi, và đây anh em nhìn thấy là số đồ là nó hiển thị là rõ ràng hết trơn ha. Chính xác là cục pin này, cái máy nó đo chỉ có phân nửa thôi đó, thì nó sẽ gần hết pin, mình sẽ dục bỏ anh em. Mặc dù cái máy này khá là rẻ, mình thấy thực sự nó rất là tiện dụng và xử lý công việc cũng rất là hiệu quả ha. Thì anh em nào có nhu cầu mà mua sản phẩm này, mình sẽ để link dưới phần mô tả, anh em cứ nhắc gì đó để tham khảo. Thì anh em nào thấy video hút thì cho mình xin một like để ủng hộ tinh thần mình ha. Anh em nào chưa đăng ký kênh, nhấn như nút đăng ký bên đây, như nút cái chuông, tạo video mới anh em mình cùng vậy luôn ha. Rồi, các anh em đã xem video, chúc anh em một ngày tốt nhất.